Tôi sinh ra và lớn lên từ vùng núi phía tây của tỉnh Hà Giang. Mảnh đất có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú, đa dạng của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Quê hương tôi có địa hình phức tạp, không bằng phẳng, độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh. Trình độ dân trí của nhân dân còn nhiều hạn chế, nhưng bù lại, đi qua cổng trời đang mùa lúa chín. Những thảm vàng của ruộng bậc thang như những bậc thang rát vàng đưa ta lên tiên cảnh là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hiện ra trước mắt, rực rỡ, xen giữa màu vàng chĩu hạt của lúa, màu xanh nguyên sinh kéo dài tới tận chân trời của những nương chè san tuyết, mê hồn. Kỳ quan thiên nhiên quốc gia có 102 khu vực phía Bắc ấy có thể làm mềm dịu cả những tâm hồn sắt đá. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quê tôi đã đồng sức chung lòng, biến khó khăn thách thức thành cơ hội phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế với những chủ trương, chính sách đúng đắn, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân. Trong muôn vàn khó khăn giữa mênh mông đất trời đã có nhiều người dân nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để tô điểm thêm sắc màu đẹp đẽ cho quê hương. Vượt qua cổng trời đến thôn Nậm Tiên, xã Nậm Ti, không ai có thể cưỡng nổi điểm dừng chân và thưởng thức chè sa tuyết. Hương vị ngọt ngào từ thiên nhiên của anh Triệu Văn Mình, chàng thanh niên dân tộc Dao điển trai sinh năm 1982. Nắm bắt được lợi thế thiên nhiên ban tặng cho quê hương vùng chè san tuyết, bạt ngàn, xanh mướt, với trên 1.000 cây cổ thụ có tuổi đời từ 100 đến 600 năm. Xuất phát từ tiếng gọi tha thiết của núi rừng,
của bà con thân thương và từ lòng mến khách, anh mình đã biến mảnh đất hoang vu buồn tẻ thành điểm dừng chân và nơi thu mua, chế biến, kinh doanh chè, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương và đem lại thu nhập gần 400 triệu đồng một năm. Cơ sở sản xuất chè Việt San thì hiện nay thì có 12 dòng sản phẩm. Riêng trà xanh thì có 4 dòng sản phẩm. Ví dụ là trà xanh có và em phân theo khúc. Ví dụ là một tôm 2-3 lá thì em đóng một tôi chúng tôi đóng hộp đóng túi là 2 sao phân khúc cho chè chất lượng bình thường. Còn là đây là chè 3 sao. 3 sao là một tôm 2 lá chuẩn. Là chúng tôi tuyển chọn từng cái búp chè của người dân đấy, chúng tôi hay là chọn một sàng lọc ra thì chúng tôi sản xuất ra cái trà 3 sao này để phân khúc bán ra thị trường cao cấp hơn. Từ xã Nậm Ti vượt qua trên 30 km trên con đường liên xã tới Hồ Thầu, trên giữa đoạn đường đi khám phá đỉnh Chiêu Lầu Thi ở lưng chừng dốc là hộ gia đình bà Triệu Mùi Pu, dân tộc Dao, thôn Tân Phay, xã Hồ Thầu. Với mô hình phát triển chăn nuôi cùng kinh doanh hôm tây hiệu quả, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Nhìn đàn ngựa, dê và gà cùng cơ ngơi của gia đình, không ai nghĩ rằng bà là người nói chưa rõ tiếng Kinh, suốt ngày chỉ biết lao động và lao động. Bà chia sẻ. Đang vừa chẳng cảnh mày kế hoạch chỗ mày tới chỗ cũng tốt tình mày nhà nước sẽ giúp đỡ bọn hiểu cháu rồi vừa chính tại ca tu nhà tại vừa chính tại mai tại chỗ hết thì cũng gọi là cũng ổn rồi. Vẫn sẽ mà hay nhung khâu nhỉ cũng hàng tiền mà tế hàng tiền bảng bút tế cái xe môn lô tế vừa lo đi trò trò này vẫn đúng tế này vừa dùng tại con mài hổng càng mài mài tham nhỉ vừa tại chip khe chip mưa tối mài chẳng hiểu ham chẳng ở chỗ chỗ chính tại cố gắng chỗ. Rời xa Chiêu Lầu Thi, cảnh tượng mây cuộn trong nắng, biển mây bồng bềnh răng kín trời đất, một thiên đường trốn hạ giới. Bản Phùng đang mùa lúa chín, cảnh tượng người xe tấp nập đến khám phá, chiêm ngưỡng, trải nghiệm cảnh đẹp quê tôi, trong lòng tràn đầy niềm vui, thêm phần kiêu hãnh. Niềm vui và kiêu hãnh ấy nhân lên gấp bội khi được dừng chân ngắm cảnh tại cơ sở kinh doanh homestay Chí Tài của gia đình anh chị Phạm Đức Hiếu và Nguyễn Thị Lệ
với 3 địa điểm đón tiếp du khách là Chí Tài 1, Chí Tài 2 và Chí Tài 3. Hàng năm đã đem lại cho anh chị thu nhập trên 300 triệu đồng. Năm 2016 thì tôi cũng đầu tư làm hai cái nhà. Đó là cái nhà Chí Tài 1 và Chí Tài 2 thì tổng đầu tư hết khoảng 600 triệu. Thì sau 2 năm thì tôi thấy là cái thu nhập thì lúc đầu năm đầu tiên thì cũng được ít thôi. Nếu mà trừ chi phí đi cũng chỉ được khoảng chưa đến 100 đâu. Nhưng mà sang năm thứ 2 thì nếu mà trừ chi phí đi rồi thì cũng được khoảng 150, 200. Còn đầu tư cái Chí Tài 3 này thì mất khoảng hơn 1 tỷ. Thì cái này là mình xác định là làm trước định hướng và tức là đón về cái phục vụ những tương lai là sau này thì du lịch sẽ phát triển hơn thì mình có thể đáp ứng được. Trải rộng khắp nơi quê tôi, đâu đâu cũng thấy đồng bào mình đã biết khai thác cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, biến tiềm năng lợi thế của quê hương để làm giàu cho gia đình và địa phương. Họ đã, đang âm thầm, lặng lẽ, miệt mài, cần cù, sáng tạo trong lao động để tô thêm sắc màu đẹp đẽ cho cuộc sống và viết lên khúc tráng ca Hoàng Su Phí. Ruộng bậc thang khen ai khéo tạc như những chiếc vòng vàng, như những chiếc lược cài trên mái đầu thôn nữ. Người nghệ nhân tài hoa là đồng bào ta đó. Ơi cô gái nắng non đẹp xinh miền sơn hương, anh ước được học xưa nơi đất trẻ tuyết san. Mận đào lên trắng rừng có cho anh về cùng. Gió dù không vi vô dì dào những câu hát, nghe như vũng trắng ta Hoàng Su Phí quê ta, nghe như vũng trắng ta Hoàng Su Phí quê ta.